Chào anh em nha. Hôm nay đi dầu tiếng dầu ốc ghê không? Ghê không? Hai ông đi dầu tiếng đi du lịch luôn này, dầu ốc ghê không? Hôm nói này nói chung này bán cũng được lắm các bạn ơi. Tình hình là bán cũng được lắm. Thôi đi vào kiếm mối. Rồi mốt có gì Di với Tùng có làm bên vụ hải sản đồ mấy bạn ủng hộ nha. Mời cả nhà đến tới nhà chơi. Bà chủ đang tính tiền. Xong rồi hả? Giao dịch thành công, về. Giao dịch thành công rồi anh em, giờ mình đi về. Mấy anh em thấy đi xa không? Mà lên giao dịch có 3 phút. 3 phút xong rồi. Thối tiền rồi là 3 phút luôn á. Về đó. Xong rồi. Giờ mình tạm biệt trung tâm dầu tiếng nha. Mình về thanh tiền quê hương mình. Dầu tiếng của tôi hả? Quê hương thứ hai. Đi 3 năm nhãn chai.